Tôi muốn biết nguồn gốc của sản phẩm mình mua. Tôi muốn biết doanh số hiện tại của mình. Tôi muốn được cập nhật tức thời thông tin về các chương trình khuyến mãi và các sự kiện của Bayer. Tôi muốn nhận thêm kiến thức chuyên môn từ các tài liệu hoặc các khóa huấn luyện. Tôi muốn được hỗ trợ nhanh hơn các thắc mắc của mình. Đón chào giải pháp công nghệ mới từ Bayer, ứng dụng khách hàng thân thiết Bayer Loyalty Platform BLP. Là ứng dụng mới trên điện thoại thông minh giúp giải quyết khó khăn trăn trở và đáp ứng nhanh nhu cầu của các bạn trong công việc kinh doanh hàng ngày, đồng thời cập nhật thông tin từ Bayer sớm nhất và thuận tiện hơn thông qua tích lũy điểm khách hàng thân thiết. BLP bao gồm QR code, chương trình doanh số, tích lũy điểm thưởng, lịch sự kiện, học trực tuyến và kho thông tin. 1. Quét mã QR. Nhanh chóng nhận được đầy đủ thông tin sản phẩm từ QR code và liên kết trực tiếp với website Bayer, kiểm tra nguồn gốc sản xuất, thông tin sản phẩm và thông tin về trung tâm phân phối của Bayer. 2. Chương trình doanh số. Dễ dàng theo dõi doanh số cùng với các phần thưởng tương ứng rõ ràng và nhanh chóng. Minh bạch và rõ ràng doanh số các đại lý phân phối với Bayer. Cập nhật thông tin về quà tặng, chiết khấu đơn hàng một cách đơn giản. Tích lũy điểm khách hàng thân thiết cho mỗi chương trình doanh số. 3. Tích lũy điểm khách hàng thân thiết. Dễ dàng đổi tích lũy, tập trung vào lợi ích kinh doanh, duy trì khách hàng, sự hài lòng khách hàng, thấu hiểu khách hàng, tăng doanh thu. Dễ dàng đổi điểm tích lũy và nhận các phần quà giá trị từ Bayer. Tích lũy điểm càng nhiều, quà tặng càng hấp dẫn. 4. Lịch và sự kiện. Thông tin tức thì các sự kiện phù hợp với mỗi nhóm người tiêu dùng như trung tâm phân phối, đại lý cấp 1, khách hàng trực tiếp, người nuôi. 5. Học trực tuyến. Hỗ trợ cập nhật kiến thức, thông tin sản phẩm, tin tức thị trường, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. 6. Với kho ứng dụng phong phú, người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin từ Bayer và tương tác thông qua mạng xã hội, dễ dàng tạo tiểu sử thú cưng, quản lý và theo dõi lịch tẩy giun của thú cưng, tự động nhắc lịch tẩy giun theo khuyến cáo của Bayer, tự đề xuất liều tẩy giun phù hợp với thể trạng thú cưng. Tải ngay ứng dụng BLP hôm nay trên CH Google Play và App Store. BLP, tăng cường hợp tác, phát triển bền vững.